Thị trường VN-Index của chúng ta hôm nay có một phiên đóng cửa ở mức xanh nhẹ, tức là cái vùng tích lũy đỉnh thì thị trường của chúng ta đang tích lũy với một biên độ rất hẹp. Ở chiều giao dịch của các khối tổ chức thì anh chị cũng có thể thấy là nước ngoài người ta đang liên tục bán ròng trên thị trường, và hôm nay giá trị bán ròng tương đương khoảng gần 500 tỷ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở về cái chiều mà giao dịch của khối tổ chức tự doanh thì anh chị cũng có thể thấy là tại một cái vùng đỉnh như thế này thì kẻ cực thị trường lên, kẻ là cực thị trường đi xuống, nên là cái giá trị bán ròng và mua ròng gần như nó cân ở nhau và chỉ chênh nhau khoảng 10 tỷ về hướng mua ròng thôi. Tại cái vùng đỉnh mà thị trường của chúng ta hôm nay có một phiên đóng cửa xanh nhẹ, tức là vẫn đóng cửa xanh điểm nhưng bản chất rất nhiều cổ phiếu đều ở trong trạng thái điều chỉnh, hay còn nói là thị trường xanh nhưng mà tài khoản anh chị vẫn đỏ. Thị trường xanh hôm nay nó đến từ cổ phiếu nào, và cái yếu tố về mặt thị trường ở thời điểm hiện tại anh chị cần phải lưu ý những gì sau khi một số cái yếu tố mà thị trường của chúng ta liên tục bị nghẹn lệnh, hay còn nói là thị trường của chúng ta không có yếu tố bứt phá dứt khoát qua vùng 1.200 điểm và liên tục ở lình xình ở vùng đỉnh, và cái giá trị giao dịch nó rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái tốc độ nó rất nhanh dẫn đến là cái việc nghẹn lệnh nó sớm. Thì ở đây anh chị cũng có thể thấy là cái lượng mua ra bán vào nó liên tục như vậy, và khi mà thị trường của chúng ta vận hành như thế này thì bản chất khi mà chúng ta bị ở trong trạng thái này quá lâu thì tâm lý chán nản trên thị trường nó lại rất nhiều. Bản chất không có quá nhiều cổ phiếu sinh lời ở thời điểm hiện tại. Khi mà anh chị lưu ý là một số cái cổ phiếu mặc dù nó tăng trong ngày hôm nay đi, nhưng mà nó cũng chỉ là giảm từ ngày hôm qua xong hôm nay hồi phục ngược trở lại, chứ nó không đem đến một cái lợi nhuận nào thực sự ở T+3 khi hàng về tài khoản. Vì thế anh chị lưu ý là ở những thời điểm như thế này, nếu mà phiên hôm qua hoặc là video hôm qua Nam có hướng dẫn anh chị mua thì kể từ video ngày trở đi thì cái anh chị cần làm là nên ngồi chờ và quan sát. Vì thế sau cái phiên ngày hôm nay và Nam phân tích lại thì anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại cái mà anh chị cần làm là gì, và một số cái ý mà anh chị cần phải lưu ý ở cái thời điểm thị trường ở thời điểm hiện tại, cũng như là cái cách mà thị trường vận hành và tâm lý hành vi của nhà đầu tư ra sao, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Ok, cũng chào mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam ha, Ngầm Nam Invest. Thì tối nay Nam quay lại làm cái video cho anh chị chúng ta hình dung về thị trường một chút. Đầu tiên thì nếu anh chị nào mà chúng ta chưa có đăng ký kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nam nhé. Bắt đầu chúng ta sẽ đi phân tích vào thị trường của chúng ta hôm nay. Hôm nay thị trường của chúng ta có một phiên mà tăng, nói chung là tăng điểm nhẹ. Nói chung là có lúc mà nó đánh xuống để lấp cái gap này, nhưng mà nó lấp nửa gap thì cái lượng tiền người ta bâu vào và người ta mua cho thị trường chúng ta tăng giá. Nhưng tức là anh chị cũng có thể thấy ở đây là có một cái lượng tiền người ta đang chốt ra và sẵn sàng đứng ngoài chờ rất là lớn, nên khi chỉ cần thị trường của chúng ta điều chỉnh nhẹ xuống một chút thôi thì thị trường của thì lập tức có một cái lượng tiền người ta vào mua, nhưng bản chất nó không nhiều, hay còn nói là cái áp lực mua nó cũng không đè lên được cái áp lực bán, dẫn đến thị trường của chúng ta nó tương đối cân bằng. Hay còn nói là bản chất thị trường hôm nay xanh điểm nhưng mà tài khoản của anh chị chắc chắn là giảm, đúng không? Bởi vì cái đà xanh điểm của thị trường nó đến từ một số cổ phiếu trụ, và đa phần những cái cổ phiếu này ấy là do ngày hôm trước ETF nó review, và khi ETF nó review thì nó giảm cái cổ phiếu đó thì hôm nay nó chỉ lấy lại thôi, nên là thị trường của chúng ta có một cái sắc xanh nó ẩn ẩn lên như thế. Cho bản chất thị trường của chúng ta đang, thứ nhất là nó đang bị chán nản, thứ hai là có anh chị nào đây chúng ta giao dịch trên thị trường mà chúng ta quá chán với cái hệ thống không? Bởi vì khi chúng ta không thể giao dịch được, hoặc là cái cổ phiếu của anh chị khi nó muốn tăng nó tăng cũng không được, mà khi nó muốn giảm để anh chị mua thêm nó cũng không giảm được nữa. Bởi vì anh chị lưu ý là khi mà những cái vận động đó nó đè lên cái tâm lý và làm cho chúng ta bị chán như thế thì thị trường chúng ta đang tiềm ẩn một cái rủi ro nào đó nó mang tính chất nhất định. Thứ nhất là vì sao? Thứ nhất là nó quá nhiều lần nó không thể bứt thoát. Cái thứ hai là khi mà cái lượng tiền mà mua lên thì lập tức có lượng bán ra, mà cứ như vậy nó xào nó ở vùng đỉnh là một cái trạng thái không tốt. Thứ ba nữa là ở thời điểm hiện tại khi mà mình đi phân tích rất nhiều vào dòng ngân hàng, giống như hôm qua Nam nói thì cái mức dư địa của nó đang hết, thì chúng ta đang cần và phụ thuộc rất nhiều vào cổ phiếu trụ để kéo cái tâm lý thị trường trở lại. Nên anh chị lưu ý là ở những thời điểm này khi một số cái cổ phiếu dòng ngân hàng mà nó đang mất dần đi cái lực cái động lực tăng giá thì cái áp lực của nó bán lên, tức là đi ngang hoặc là rơi xuống nó lại là cao hơn. Nên anh chị lưu ý là ở những thời điểm hiện tại nếu mà thị trường chúng ta không giải quyết được vấn đề nghẹn lệnh thì gần như là các yếu tố mà chúng ta giao dịch trên thị trường nó rất là khó. Khi dòng ngân hàng nó không hứng khởi thì tất cả các dòng khác nó đều bị thụt lùi hết. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm này mặc dù là cái giá trị giao dịch nó cũng không cao lắm, tức là nó ở trong cái mức mà lình xình điều chỉnh đó, nó một vài phần trăm trên cái cổ phiếu của anh chị, nhưng mà bản chất là nó tiềm ẩn nhiều cái rủi ro hơn là những cái cơ hội. Vì sao? Bởi vì là ở thời điểm hiện tại khi mà một cái lò xo mà nó đè nén nó quá lâu và nó không gỡ cái này ra thì nó sẽ bị ì và nó sẽ bị hư luôn cái lò xo đó. Nên anh chị lưu ý là ở những thời điểm như bây giờ mà lượng tiền người ta vào, Nam đánh giá là hôm nay người ta vào cũng rất là nhiều, nhưng mà người ta không thể kéo cho thị trường tăng giá nữa, hoặc là không thể kéo cho thị trường tăng giá được thì nó cũng rất là khó ở thời điểm hiện tại ha. Hai nữa là một số cái cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại nó cần phải chịu một số cái áp lực điều chỉnh, hay là nó đã lên quá cao rồi thì cái động lực động thái mà chốt lãi của cổ phiếu ra nó cao, dẫn đến là khi mà những cổ phiếu đó mà nó không tăng giá
dẫn đến tất cả các áp lực của những cổ phiếu khác nó đều không được tăng lên, và rất nhiều cái trạng thái ở thị trường ở thời điểm hiện tại thì nó tương đối là khó cho các vấn đề giao dịch. Vì thế sau cái video ngày hôm qua là Nam có hướng dẫn anh chị mua và chú ý, chứ còn mà video sau video này anh chị sẽ thấy cái vấn đề là chúng ta không nên làm gì ở thời điểm hiện tại. Chúng ta chỉ nên thứ nhất là giữ im danh mục, thứ hai là có thể chúng ta sẽ chờ đợi một cái gì đó để chúng ta có thể canh thoát ra khỏi thị trường. Lý do vì sao? Lý do là khi mà cái vấn đề nghiện lệnh nó không xử lý được thì mai mốt cái tâm lý của anh chị, bây giờ anh chị đang bị nản quá rồi, đang bị chán quá rồi, anh chị lao vào anh chị mua nó cũng không tăng trong phiên, anh chị mua vào T cộng 1 lại, T cộng 2, T cộng 3 về lại lỗ, thì các vấn đề là liên tục đè nén lên thị trường, thì mai mốt là cái giao dịch trên thị trường nó rất là khó, bởi vì nó không tạo được cái cảm hứng cho thị trường. Thị trường đang ở trong trạng thái bị chán nản, và rất nhiều anh chị nhà đầu tư chúng ta đã quá mệt mỏi với thị trường rồi. Thứ nhất là mua vào thì lỗ, thứ hai là không mua thì là cổ phiếu nó tăng lên mà vừa đua vô một cái là nó là lỗ ngay trong phiên. Nên anh chị lưu ý là trong cái thời điểm như nhạy cảm như thời điểm hiện tại thì tốt nhất nếu mà chúng ta chưa biết làm gì thì chúng ta nên ngồi im. Thứ nhất là chúng ta cầm tiền ngồi im cũng được, chúng ta cầm hàng ngồi im cũng được, và chúng ta cần chờ một cái gì đó làn gió mới cho thị trường thì nó mới kích thích thị trường của chúng ta có những cái nhịp sắp tới. Còn ở như ở thời điểm hiện tại thì sau cái phiên hôm nay thì Nam cũng cảm thấy là thị trường của chúng ta nó có một cái gì đó nó tạo cho tâm lý anh chị nhà đầu tư nó quá chán, dẫn đến là các vấn đề mà chúng ta giao dịch ở thời điểm hiện tại sau khi mà mình đi phân tích rất nhiều cổ phiếu cũng thấy là nó có một số cái tác động nhất định chứ không phải là không. Vì thế bây giờ Nam cùng anh chị sẽ đi phân tích cái video ngày hôm nay xem là cái những cái cổ phiếu nào, những cổ phiếu thị trường nào và bức tranh toàn cảnh của chúng ta có thực sự tốt hay không, và một số cái cổ phiếu nào trên thị trường thì nó đang chịu những áp lực như thế nào ha. Đầu tiên anh chị nhìn giống Nam về dòng ngân hàng, chúng ta có gì? Chúng ta có ACB nè. Hôm nay cổ phiếu này bị bán giảm 1,2%, nhìn chung là khối lượng không lớn, nhưng mà cho thấy là cái động lực tăng giá của nó đang chờ và phụ thuộc vào thị trường quá lâu. Tức là cổ phiếu này nó chỉ đang về hỗ trợ thôi, nói chung là không có gì xấu cả. Nhưng mà nó làm cho cái động thái của thị trường, nó cũng thể hiện cho thị trường biết là cái động thái của nó gần như là nó cũng đang rất khó đánh lên khi mà thị trường không ủng hộ cái quá trình mà cổ phiếu bứt tốc. Ở đây thì anh chị có thể thấy là dòng tiền vào mạnh nè, tích lũy lại ở đây với khối lượng thấp chứ không cao đâu, nhưng mà nó thể hiện được cái việc là thị trường chung và dòng ngân hàng nó không ủng hộ, dẫn đến là cái quá trình tăng giá của cổ phiếu này phía sau nó đang bị chờ đợi. Tức là nó phải chờ cái sự đồng nhất nó mới tăng, chứ còn ở đây nó chưa thể nào là một mình một ngựa được. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này điều chỉnh về hỗ trợ thì chúng ta chưa nên bán ra. Nhưng nếu mà trong những phiên sắp tới nó có một những cái nhịp mà nó rũ xuống khoảng giá 33 thì anh chị nên bán dần và chốt lại cổ phiếu này đi. Anh chị hình dung lưu ý, thứ nhất là ở trong trạng thái này nó không có yếu tố tổ chức. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta chờ đợi cái việc mà sự lỗi hâu quá lâu á thì đôi lúc là nó sẽ bị đè nén vào mặt dòng tiền. Vì thế là các yếu tố của cổ phiếu này bản chất nó không xấu, nhưng mà nếu nó có yếu tố về mặt gì ạ, về mặt là bị bán chốt lại quá nhiều và thủng giá 33 thì anh chị nên bán dần cổ phiếu này ra. Nhìn chung là nó không xấu, nhưng mà sắp tới thì hoặc là một số cái yếu tố về mặt thị trường nó không ủng hộ thì đôi lúc là cổ phiếu nó sẽ gặp những cái áp lực điều chỉnh chung, hay còn nói là thị trường của chúng ta sau khi Nam phân tích thì có thể thấy là dòng ngân hàng nó đang hết bị mất dần một cái dư địa, cũng giống như là cái video trước hoặc là những video trước Nam có báo với anh chị nhà đầu tư là gần như dòng ngân hàng Nam đã thấy nó chạy một nhịp quá nhiều rồi, là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cũng có rất nhiều cổ phiếu nó đã chạy hết dư địa của nó. Thứ ba nữa là dòng tiền nó cũng không sẵn sàng kéo lên cao đâu, nó cần phải chờ đợi thêm. Thì đôi lúc là con này mặc dù nó tốt nhưng mà cả dòng nó yếu thì đôi lúc là nó sẽ phải chờ đợi thêm. Nhìn chung là ở thời điểm hiện tại chúng ta chưa nên bán. Lý do vì sao? Bởi vì nó đang chạm vào một cái hỗ trợ rất mạnh của nó. Anh chị tưởng tượng đây chính là cái vùng đỉnh trước nè, hỗ trợ sau nè, đây là phần đỉnh trước nè, vùng tích lũy đi ngang phía trước chính là hỗ trợ cho quá trình phía sau. Nên anh chị lưu ý là tại vùng này thì nó cũng có một cái lực đỡ nhất định, chứ nó không phải là không có yếu tố tổ chức bán ra. Nhưng mà ở thời điểm này thì chúng ta nên an toàn chút, đôi lúc chúng ta nên giữ lại. Đôi lúc là cổ phiếu này chúng ta có lãi nhiều thì chúng ta có thể canh hạ bớt một ít chẳng hạn, nhưng mà nó phải phù hợp nha. Nếu anh chị hạ không đúng hoặc là anh chị hạ trước thì mai mốt cổ phiếu hồi phục lên chúng ta sẽ rất khó mua. Nên những cổ phiếu này chúng ta hạ và có kỹ thuật một tí. Còn ở thời điểm này thì đôi lúc cổ phiếu này điều chỉnh về hỗ trợ chúng ta chưa nên làm gì cả. Anh chị chỉ cần hành động sớm thôi, cổ phiếu này nó bứt lại và chạy nước rút thì nó sẽ rất khó cho quá trình mà chúng ta tham gia vào giai đoạn phía sau. Vì thế chúng ta cần phải quan sát rất kỹ về cái cách mà cổ phiếu này rớt hoặc là bứt phá. Nói chung là nhìn chung là phải có kỹ thuật về mặt là nhìn giá và khối lượng. Ở đây nhìn chung là cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại anh chị chưa nên làm gì, không nên mua mới mà cũng chưa nên bán ra. Tốt nhất là nên chờ khi nào mà nó vận động như thế nào thì mình sẽ xử lý phù hợp với nó ha. Tiếp theo là gì ạ? BIDV hôm nay là một phiên điều chỉnh với spread nhỏ nè. Ở đây là người ta hấp cung cổ phiếu này nha, khối lượng của nó không lớn. Nói chung là cổ phiếu này chúng ta nên chờ, cổ phiếu này nó có một cái hỗ trợ mạnh ở đây này. Tức là vùng giá này chính là vùng giá hỗ trợ của cổ phiếu, không xấu, nhưng mà chúng ta nên chờ đợi lại cổ phiếu như BIDV. Chờ thêm, nó không có gì xấu cả, quan trọng là cái điểm mua của chúng ta tốt thì chúng ta không nên mua đuổi thôi. Chúng ta cũng chưa nên mua mới mà chúng ta cần phải chờ, bởi vì dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại chỉ có con này là có dư địa.
Còn một số cái cổ phiếu khác thì Nam đánh giá nó đã cái mặt dư địa của nó đã quá cao, dẫn đến là cái yếu tố bứt phá của nó luôn luôn bị kèm và áp lực chốt lại. Anh chị hình dung ha. Tiếp theo là gì ạ? CTG. Hôm nay con này dòng tiền vào mạnh này, kéo thị trường của chúng ta một nhịp bứt tốc tương đối tốt, kéo lên. Nói chung là nó mạnh hơn là những cái gì mà người ta đang dự đoán. Thứ nhất là phiên bùng nổ này nè, hàng về mà nó vẫn kéo lên và chấp nhận cho nhà đầu tư chốt lại là dòng tiền của nó vào rất mạnh. À, nhìn chung là ai cũng nghĩ là nó sẽ về đây nó lấp gáp, nhưng mà hôm nay nó kéo lên như thế này là nó quá mạnh so với những gì mà chúng ta dự kiến. Thì nhìn chung mã này vẫn có một cái tiêu chí chung, đó là khi nó tăng lên thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta nên canh bán ra, chúng ta bán dần. Tới lúc mà tăng lên đây bán 20%, tăng tiếp thì bán tiếp, mà hạ xuống thì chúng ta canh, chúng ta bán nốt. Anh chị lưu ý là những cổ phiếu này chúng ta không nên mua mới, chỉ nên tận dụng cái nhịp mà tổ chức người ta đánh lên mà chúng ta thoát ra. Không nên mua mới những cổ phiếu này ở như ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là các yếu tố bứt phá của nó đang kèm những áp lực chốt lại rất lớn, nên là dòng tiền vào nó bị bán ngược trở ra này. Nên anh chị lưu ý đó, ở thời điểm hiện tại CTG đang níu kéo cái hy vọng cho dòng ngân hàng, nhưng mà nó cũng có một cái rủi ro rất lớn là nếu nó điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh rất mạnh. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm này cổ phiếu nó bứt lên anh chị nên bán ra. Anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? HD Bank. Bứt nè, điều chỉnh lại về giá 27, tức là khi anh chị nếu mà mua bùng nổ ở phiên này bứt vào giá 27 anh chị mua thì đây là cái điểm hòa vốn của anh chị, nó chưa phải là vấn đề. Cổ phiếu nó đang tích lũy lại và chờ đợi cái nhịp mà retest là vùng đỉnh, thì khi anh chị mua đúng điểm thì xác suất anh chị dễ hòa thôi. Và hôm nay con này rút chân lên và đóng cửa ở đây với khối lượng thấp cho tới nó rũ bỏ được kha khá anh chị nhà đầu tư. Mà khi anh chị mua đuổi ở phiên này nè, hàng về á thì anh chị, những anh chị nào đu cao thì anh chị sẽ cắt, còn anh chị nào mua đúng điểm thì anh chị cứ giữ. Nhìn chung là mã này không có gì xấu. Thứ nhất là cách mà tổ chức giao dịch, thứ hai là nó không có yếu tố bị bán tháo, thứ ba nữa là cái yếu tố điều chỉnh nó là bình thường nha. Cổ phiếu này trước khi bứt phá nó cũng điều chỉnh đó, bứt lên nè, điều chỉnh trở lại, giống như là gì ạ? Nó giống như con NDN này nè, bứt lên nè, điều chỉnh rũ bỏ nè. Quá trình rũ bỏ là quá trình hiển nhiên của cổ phiếu, sau đó nó mới bứt tốc trở lại. Thì hiện tại HD Bank nó cũng gần như vậy, nó đang ở trong quá trình điều chỉnh, nó chưa có gì xấu. Nếu anh chị nào có thì cứ nắm giữ thôi, không nên mua mới nha. Chúng ta mua mới bị trạng thái T cộng nó hơi khó, nhìn chung chỉ phù hợp cho anh chị nắm giữ thôi nhá. Tiếp theo là gì? MBB. Đấy, những cổ phiếu này mình không nên mua mới, bởi vì cái áp lực chốt lại của nó tương đối lớn. Thì hôm nay con này bị chốt lại nè, nó không có yếu tố về mặt tổ chức bán mạnh nhưng mà nó bị chốt lại tương đối nhiều, tức là vùng này người ta kỳ vọng không nổi, tức là những cái diễn biến thị trường làm cho người ta không kỳ vọng được, thì hôm nay con này bị bán tương đối rác, thì bắt đầu nó quay về lại cái vùng giá hỗ trợ phía trước đây. Nên anh chị lưu ý là khi con này thủng cái giá 28 với khối lượng lớn thì anh chị bán ra. Nhìn chung nó có một cái hỗ trợ mạnh ở đây, mà nếu nó thủng cái đây bán ra. Trong giai đoạn này mình không nên canh mua, chỉ nên canh bán cổ phiếu thôi, cổ phiếu điều chỉnh cũng không mua. Lý do là hôm nay con này bị bán với khối lượng bắt đầu to rồi, cho thấy áp lực chốt lại của nó lớn. Ngược lại là nó đóng cửa về cái vùng hỗ trợ đây, là nó đóng cửa xấu. Đáng lý nó phải đóng cửa trên này nè, thì may ra nó hấp cung tốt, nhưng mà nó bị bán mà hấp thụ ở gần giá thấp nhất phiên là tương đối xấu. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm mà những cổ phiếu này nó retest được cái phần mà hỗ trợ ở đây nè, mà nếu mà ngày mai mà nó thủng qua giá 28.5 với khối lượng lớn thì anh chị nên canh bán ra. Nhìn chung là canh thủng khối lượng lớn nha, khối lượng của nó khoảng cỡ 20 triệu cổ phiếu thì anh chị canh bán. Ở đây Nam đã nói rất kỹ về dư địa của dòng ngân hàng làm cho chúng ta không nên mua mới là vì như vậy. Thứ nhất là về mặt yếu tố, và mặt nó lên trên này thì cái động lực tăng giá của nó cần phải có một cái khối lượng rất lớn. Thứ hai nữa là nó tăng lên chỉ để chúng ta chốt lại thôi, chúng ta không nên mua mới vào những cổ phiếu như thế này. Nó cần phải có một câu chuyện gì đó rất hay, và dòng tiền của nó phải rất mạnh nó mới đánh bứt thoát được. Và nó phải cần đâu đó khoảng 30 triệu cổ phiếu đánh bứt thoát, rơi khoảng 1.000 tỷ, hơi nhiều tiền. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại tiền cũng không thể nào bơm hết đâu. Người ta có đủ yếu tố là người ta sẽ chốt lại những cổ phiếu này ra ngay, trừ khi mã này có cái game thật sự như CTG này thì nó mới đánh được như vậy. Còn mã cổ phiếu MBB thì nó lên tới đỉnh rồi, đâu mấy ai lỗ đâu. Chủ yếu là chúng ta lời nhiều hay lời ít thôi. Còn trong giai đoạn này là mua rất là khó và sương, đúng không? Chúng ta mua vào tới cộng 3 về đều là hòa vốn hoặc là lỗ hết đó, chứ không có lãi. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại một số cái cổ phiếu bứt nền lên bán ở cái phiên bùng nổ đó, chứ còn mua bùng nổ thì nó hơi khó, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? STB. Ấy, cổ phiếu này hôm qua Nam có nhắc anh chị là chúng ta đặt ra một cái vấn đề chặn lại nè. Chạm vào vùng nào chúng ta chặn lại, thì những cổ phiếu này hôm nay nó bị rũ bỏ xuống tương đối mạnh. Quá trình tích lũy ở đây không thành công thì cổ phiếu này tiếp tục rũ bỏ với khối lượng lớn, cho thấy có một đội tổ chức người ta cũng bán ra trong phiên hôm nay với khối lượng tương đối cao. Mặc dù con này có một hỗ trợ tốt, nhưng mà anh chị lưu ý là chúng ta nên không quá tự tin về thị trường. Nhìn chung là chúng ta luôn luôn xét cho chúng ta một cái cách mà chúng ta giao dịch. Chúng ta mua được cái vùng giá tốt thì khi nó úp lên chúng ta không bán cũng được, nhưng chúng ta nên có cái phần chúng ta cắt lại. Thì khi cổ phiếu này rơi về 19.3 thì hôm qua Nam có hướng dẫn anh chị là chúng ta nên cắt lại ra, tránh trường hợp chúng ta bị mất lãi hoặc là chúng ta bị lỗ ngược, nó sẽ không hay. Trong giai đoạn này bản chất anh chị đầu tư chúng ta chỉ hòa thôi, chúng ta đã cảm thấy nó rất ok rồi. Ở thời điểm hiện tại cổ phiếu này nó bứt lên điều chỉnh lại, nhìn chung là hôm nay bị bán khối lượng lớn, nó không đẹp lắm. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu như thế này nó về hỗ trợ thì lực bán của nó cũng hết, nhưng mà khi nó bị bán với khối lượng lớn như thế này nè,
Tức là dòng ngân hàng nó đang bị có yếu tố bị bán á, mà nó bị bán với khối lượng lớn thế này nè. Thì anh chị hình dung sao ạ? Anh chị hình dung là nó sẽ phải tích lũy lại tương đối lâu và chúng ta phải chờ thêm, bởi vì có một cái lượng khớp lệnh quá lớn ở đây mà tổ chức người ta không có trạng thái hấp cung mà người ta cũng có trạng thái bán ra, tức là người ta đang cũng sợ sệt thị trường. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại người ta bị bán với khối lượng lớn như thế này nè. Nó mua lên 37 triệu cổ phiếu thì hôm nay bán ra 32 triệu, tức là cái ai mua ở đây nè, hàng về bán ra ở đây hết. Nên là cái yếu tố hấp cung ở đây gần như nó không thấy rõ. Ngược lại có yếu tố bị bán là chính, nên cổ phiếu này nó sẽ tích lũy lại tương đối lâu. Nên anh chị lưu ý là cắt lại cổ phiếu này ra, chúng ta chờ vào những cái cổ phiếu khác hoặc là chờ vào thị trường chung trước khi chúng ta đánh mới vào STB trong giai đoạn tới ha. Tránh trường hợp chúng ta bị om vốn nhá. Tiếp theo là gì ạ? Techcombank. Bước nè, điều chỉnh nè. Thì hôm nay bên Nam bán con này ra, giá cũng khoảng gần 42. Mình cho bán ra. Thứ nhất là có lãi. Thứ hai là cổ phiếu này hôm qua chia sẻ là khi mà thị trường chúng ta không bứt nữa thì con này sẽ rất khó bứt. Mà hôm qua Nam có nói rất kỹ về việc là gì? Về việc là thị trường không thể dứt khoát qua 1.200, bởi vì yếu tố ngạn lệnh không phù hợp cho nó bứt thoát. Nên những con này nè, hôm nay nó bị chốt lời tương đối nhiều. Đa phần anh chị cầm Techcombank đâu có lỗ đâu. Chỉ là sao? Chỉ là chúng ta có lãi thôi. Nói chung là chúng ta có lãi, chúng ta chốt lãi ra, chúng ta nên cơ cấu cái danh mục. Vì thế những cổ phiếu này bản chất nó không xấu, nhưng mà đôi lúc ở trong thời điểm này chúng ta nên thực hiện cái hiện thực hóa cái lợi nhuận đi, tránh trường hợp bị âm ngược trở lại. Thì anh chị lưu ý là những cổ phiếu này khi mà hàng về anh chị nên có lãi, nên canh bán ra đã, chờ đợi thêm. Bởi vì Verni bây giờ chưa có yếu tố bứt phá trong ngắn hạn, bởi vì cái yếu tố về mặt ngạn lệnh chưa phù hợp, nên là nó chưa thể bứt phá và chưa thể dứt khoát qua được, mà nó chỉ ở trong trạng thái linh sinh quanh vùng đỉnh và chưa có dấu hiệu gì đó khởi sắc. Nên ở thời điểm hiện tại đối với các cổ phiếu như Techcombank nè, hôm nay nó bị chốt lãi thì xác suất nó lấp gáp và đây là tương đối cao, tức là cổ phiếu nó mở gáp thì xác suất nó lấp gáp là cao. Nên anh chị lưu ý là cổ phiếu này sau cái phiên bùng nổ này về này, áp lực chốt lãi tương đối lớn, thì chúng ta sẽ chờ cái quá trình lấp gáp của cổ phiếu hay nó về cái hỗ trợ này là chúng ta mới tính. Còn vì thế anh chị lưu ý là khi cổ phiếu nó có lãi thì anh chị nên canh bán ra. Nó tăng 4,1% mà hôm nay nó trả lại gần đủ đó, thì ngày mai khả năng là khi hàng về, đôi lúc cái nhịp mà chúng ta, những anh chị đồng chúng ta mua product ở đây này, hàng về chúng ta không có lãi đâu. Anh chị lưu ý ở thời điểm hiện tại cái cách giao dịch của thị trường nó tương đối khó, và cái cách mà thị trường của chúng ta vận hành nó cũng tương đối là khó chịu và không sinh ra lợi nhuận trong thời điểm này. Chúng ta mua các dạng nào cũng khó đó, mua bùng nổ cũng khó, mua ở nền cũng khó. Nên là cái trạng thái bây giờ chỉ là đôi lúc cầu hòa thôi là ok rồi. Nhiều cổ phiếu hôm nay đâu có tăng đâu, giảm ngược nè, bứt phá được một phiên dòng tiền vào, các cách hôm sau bị chốt lại mạnh lắm. Nên anh chị lưu ý là cái cách giao dịch ở thời điểm hiện tại chúng ta phải có một cái ứng biến phù hợp, tránh trường hợp là chúng ta mua đuổi, mua bứt phá thì khi hàng về chúng ta đều ở trong trạng thái bị lỗ cả. Nên là ở thời điểm này đôi lúc là chúng ta chỉ hòa thôi là chúng ta đã ok rồi, chờ đợi sự tươi sáng hơn của thị trường trong các giai đoạn tiếp theo ha. Tiếp theo là gì ạ? Vietcombank. Hôm qua con này, hôm thứ sáu vừa rồi con này nó bị ETF nó review xuống đây, thì hôm nay nó kéo lên lại thì bình thường. Nói chung là nó sẽ trả hàng, hôm qua con đang có nó rất kỹ là hôm trước nó đạt về 94 thì hôm nay nó kéo lên 97 bình thường. Vì thế là hôm nay con này nó tăng 3% kéo Verni xanh điểm, cho bản chất hôm nay Verni phải đỏ lè. Vì mặc dù bởi vì cái con này nó kéo lên thị trường mới xanh, chứ còn bản chất mà con này nó đạp hoặc là nó đạp cùng với thị trường á là thị trường đã đỏ rồi. Vì thế anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại người ta kéo trụ, nên là các yếu tố về mặt chỉ số thực ra nó không quan trọng đâu, chỉ là quan trọng là cái tài khoản của anh chị nó xanh hay đỏ thôi ha. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là VPBank. Hôm nay con này rơi về giá 449 mà có yếu tố kéo lên đây là tổ chức nó cũng rất tương đối mạnh đó. Bản chất là cổ phiếu này nó lên tới đây là cái dư địa của nó là nó cần phụ thuộc rất nhiều vào VN-Index đó. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu như thế này là chúng ta nên canh bán ra, không nên mua vào nha. Anh chị có thể nắm giữ, chúng ta đặt cho chúng ta một cái target khoảng rơi về giá 44 chúng ta bán cũng được. Nhưng mà những cổ phiếu nó không nên mua mới. Yếu tố mua mới cực kỳ rủi ro và không nên tham gia ở thời điểm hiện tại. À, tiếp theo là gì ạ? SHB. Bắt đầu những yếu tố điều chỉnh ngắn hạn của cổ phiếu này khi nó bứt tốc là bắt đầu đã có những cái lực người ta chốt lại rồi. Thì khi con này nó test và nó giảm về lại 19.2 nè, là cái vùng mà cổ phiếu nó sẽ gặp lại cái hỗ trợ đây. Nên là anh chị nên lưu ý là những cổ phiếu nó tăng quá nóng trong ngắn hạn thì anh chị nên canh chốt lại ra đi. Anh chị không chốt là những phiên này nè, nếu mà nó không có một cái game đủ lớn và dòng tiền nó không đủ mạnh đó, là cổ phiếu nó sẽ rơi rất nhanh. Vì thế anh chị lưu ý là khi nó tăng quá sốc và cái nền tích lũy của nó nè, đáng lý nó chỉ tăng lên được tới đây thôi, mà nó đánh vượt qua kháng cự và hấp thụ hết lượng cung, tức là dòng tiền của nó rất nóng. Mà dòng tiền nóng thế này mà khi nó chốt ra thì nó cũng sẽ tốt tương đối khó. Nên anh chị lưu ý là khi nó chốt mạnh thì nó cũng sẽ làm cho cổ phiếu rơi rất rất là nhiều. Vì thế anh chị lưu ý là cổ phiếu này là phù hợp cho anh chị chốt lại, không nên mua mới. Chúng ta nên chờ đợi các quá trình tích lũy phía sau, chứ chúng ta không nên mua đuổi hoặc là mua điều chỉnh như thế này, cực kỳ rủi ro ha. Nhưng cổ phiếu như thế này chúng ta chưa nên tham gia, nên canh chốt lại nếu anh chị đã có SHB nhé. Tiếp theo là gì ạ? Liên Việt. Hôm qua Nam đánh giá cao con Liên Việt đúng không? Hôm nay con này có lúc nó tăng lên giá 16.9, tức là tăng đâu đó khoảng 5%,
rất mạnh. Thì ATC hôm nay là cái thị trường của chúng ta hơi xấu, dẫn đến cổ phiếu này bị bán về cái giá tham chiếu. Nó nhìn chung là hơi đen, nhìn chung cổ phiếu này hơi đen. Cái mức độ tích lũy của cổ phiếu này quá chặt, lượng vốn của nó quá đẹp rồi, nhưng mà hôm nay nó break á, nó bị bán trong ATC là tương đối khó hiểu của nhà đầu tư tổ chức nha. Hôm nay cách giá 16.5 này với cái giá ATC này, người ta bán 800.000 ATC, dẫn đến cái mức giá đóng cửa mức giá 16.3 là tương đối, cái mức này là cái mức tương đối khó chịu của tổ chức nha. Tức là người ta vẫn đang chưa muốn cho lên đấy. Tức là dòng tiền người ta vào đánh đâu mà tổ chức người ta chưa muốn cho lên, dẫn đến là cổ phiếu này bị bán ngược trở lại trong ATC. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này nếu anh chị có hàng về chúng ta sẽ canh xử lý. Hàng về sẽ canh canh xử lý, nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này mặc dù cái mức độ tích lũy của nó tốt nhưng khi nó break không thành công như thế này thì anh chị phải chờ đợi. Nhìn chung là sẽ chờ đợi các phiên phía sau và không nên mua mới từ ngày mai. Không nên mua mới khi nó bị ở trong trạng thái sức cao tại nền như thế này là chúng ta phải chờ đợi nha. Anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? TP Bank vẫn là ở trong trạng thái tích lũy, khối lượng của nó bắt đầu kiệt đi rồi, cho thấy cái lượng đeo bám mà đã không còn nhiều đâu. Cổ phiếu này khả năng nó sẽ chờ tin, bởi vì bao nhiêu lần dòng tiền vào đánh lên nhưng đều bị fail, nên là cổ phiếu này nó đang bị chán và nó đang tích lũy lại quanh cái vùng giá 29. Thì đối với cái dòng này chỉ có cái con này nó tích lũy đạt nè, tức là nó tích lũy đủ lâu sau khi nó mà rớt qua nè, tích lũy đủ lâu rồi và volume của nó bắt đầu cạn ở đây rồi, thì đôi lúc anh chị phải chờ thêm một vài phiên. Nếu anh chị nào có thì cứ nắm giữ những cổ phiếu này, thực chất nó không xấu. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa nên mua mới đối với dòng này. Dòng ngân hàng hiện tại thì chúng ta cần phải thấy là cái áp lực bán của nó quá lớn và dư địa của nó không còn nhiều, dẫn đến là cái động lực mà để chúng ta mua mới thì tạm thời chúng ta chưa nên tham gia. Chờ đợi các vùng phía sau, những cổ phiếu nó có cái điểm đẹp mua thì nó đã hết rồi. Bản chất Liên Việt hôm nay là cổ phiếu tuyệt đẹp với dòng tiền vào mạnh nhưng mà nó cũng không bứt phá được, cho thấy là kỳ vọng của dòng ngân hàng đối với các tổ chức thì người ta có khả năng là người ta sẽ chờ đợi thêm và người ta chờ đợi sự rõ ràng của sàn HOLD. Chứ ở thời điểm hiện tại mà con này hôm nay dòng tiền vào đánh nè, volume nó bắt đầu có sự thay đổi nè, tăng nhiều hơn mười mấy triệu cổ phiếu bứt phá lên, nhưng mà ATC nó bán và tham chiếu như thế này là chúng ta sẽ chờ đợi T cộng 3 và để xử lý. Anh chị lưu ý ha. Vì thế đối với dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại em chưa đánh giá cao. Thứ nhất là cái yếu tố về mặt là dư địa của nó, thứ hai là hôm nay nó bị chốt lại tương đối nhiều, thứ ba nữa là khả năng là ở thời điểm đỉnh như thế này thì một số cái cá nhân hoặc là một số tổ chức người ta không kỳ vọng quá nhiều vào thị trường. Nếu mà thị trường chúng ta không có những cái bước lạc quan hơn trong cái việc mà sửa đổi lệnh thì ở thời điểm hiện tại thì dòng ngân hàng khả năng nó sẽ bị chốt khá. Một số cái cổ phiếu nó đang bị chốt, giống như là gì, MBB là đang bị chốt rồi nè. Anh chị thấy khối lượng nó bị gia tăng khi nó bị giảm giá không? STB nè, chúng ta phải nhìn được những bức tranh này để anh chị thấy là lượng hàng chốt nó rất cao. Vì thế những cổ phiếu này nó sẽ mang yếu tố gì ạ? Nó mang yếu tố về mặt là hơi tiêu cực cho những dòng cổ phiếu như là dòng ngân hàng. Nên đối với những cổ phiếu này, nên anh chị tuyệt đối không nên mua mới ở thời điểm hiện tại. Mà anh chị làm gì? Anh chị cần phải chờ canh mà bán ra và chúng ta chờ đợi cái nhịp sau đối với dòng ngân hàng sau khi nó tích lũy lại. Hôm nay nó chỉ có một con CTG này nè, nó kéo được cái tâm lý của dòng ngân hàng, cho bản chất con này mạnh hơn tất cả những gì mà người ta dự kiến đấy. Kéo vào đây thì những nó cũng sẽ bị gặp những áp lực chốt lại. Vì thế anh chị lưu ý là nếu mã này á nó bị yếu hoặc là nhà đầu tư chốt lại, con này sẽ lập tức quay về lấp cái gap này ngay. Nên anh chị lưu ý là nếu con này lấp gap là dòng ngân hàng sẽ cực kỳ khó chịu và nó sẽ tạo ra một cái tâm lý cực kỳ tiêu cực. Nên là ở thời điểm hiện tại em không đánh giá cao dòng ngân hàng. Chúng ta chỉ nên chờ thôi và không nên mua mới tất cả cổ phiếu vào thời điểm hiện tại, bất kể là cổ phiếu nào mình không mua, bởi vì ở thời điểm hiện tại thị trường nó quá là khó đi. Anh chị tham gia vào T cộng 3 và không lãi, không tham gia được, không làm gì hết, mua vào thì chán, giao dịch một chút cũng ngừng, và giao dịch của thị trường càng ngày nó càng hẹp, dẫn đến là thị trường của chúng ta nó đang rất khó để ở trong trạng thái hưng phấn hay là các trạng thái về mặt tâm lý nó được giải tỏa. Thì ở thời điểm hiện tại đôi lúc là nếu mà chúng ta chưa biết làm gì thì chúng ta nên ngồi im và không nên tham gia. Nếu anh chị nào đã không tham gia phiên hôm nay rồi thì tất cả những cái phiên hôm sau chúng ta nên chờ chờ một sự rõ ràng hơn của thị trường trước khi chúng ta có một những hành động mới. Còn hôm nay dòng ngân hàng năm thấy có một số cái yếu tố về mặt cổ phiếu, một số cái cổ phiếu đã có dấu hiệu bị bán rồi thì nó sẽ phải tích lũy lại tương đối lâu, và các động lực tăng giá của thị trường sắp tới thì nó phải chờ đợi rất nhiều từ về mặt là thị trường, về mặt một số cái thông tin mới trước khi nó bứt phá ha. Tiếp theo anh chị nhìn giúp em về dòng trụ nha. Chúng ta có gì BVH nè, hôm nay con này trả lại nè, xanh điểm là kéo lên nè, hôm nay tăng 2%. Hôm trước nó bị bán ngược trở lại thì hôm nay nó tăng lên là 622. Nhìn chung là những mã này nè, nếu anh chị mua thì hàng và anh chị có thể nắm giữ hoặc là canh bán, không nên mua mới đối với những mã cổ phiếu này, nhưng chỉ ít là dòng tiền của nó vẫn đang kéo cổ phiếu này lên và giúp cho thị trường của chúng ta xanh điểm ha. Tiếp theo là gì ạ? BMI, quá trình tích lũy của cổ phiếu này đang rất là đạt nha. Ở tích lũy ở đây đang giá đạt rồi nè, quá trình mà đi lên nè, bứt nè, đi lên tích lũy trở lại thì nhìn chung nó hết cái điểm mua mới rồi. Anh chị nào mua và chúng ta mua ở nền này nè thì đa phần là chúng ta không lỗ, thì anh chị chờ nó up lên là anh chị canh bán ra, không nên mua mới ở thời điểm hiện tại.
không nên mua mới, bởi vì rất nhiều cổ phiếu bây giờ chúng ta mua vào sẽ bị kẹp tê đấy, mà kẹp tê thì chúng ta rất khó để xử lý trong tay còn ba, nên một số cổ phiếu nào đang tích lũy lại thì anh chị cứ kệ nó, không nên tham gia mới, chỉ phù hợp khi nó bứt lên là anh chị canh bán ra. À, tiếp theo là gì? FPT, một trong những cái dấu hiệu điển hình, hay còn nói là một trong những cái bài học điển hình của thị trường ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta mua bùng nổ ở đây nè, hàng về nè, mất hết lãi, không có lãi, chỉ có những anh chị nhà đầu tư mua ở đây nè, bước lên đây là không bán nè, thì hàng về xuống dưới đây đó cũng vậy. Nên anh chị lưu ý là đối với tất cả các dạng cổ phiếu, kể cả tổ chức người ta vào mạnh phiên này, thì quá trình rung rụ của nó rất nhiều ở trong T+3, nên là giao dịch ở thời điểm hiện tại chúng ta thắng được 1-2% cũng đã quý rồi, đừng nghĩ tới chuyện thắng nhiều, đúng không ạ? Chúng ta tham gia vào thị trường mà chúng ta cần phải nhìn những cái thực tế, chúng ta không nói những cái nào mà bay quá cao quá xa, chúng ta chỉ nói về những cái thực tế thôi. Thực tế của thị trường ở thời điểm hiện tại là một số cái cổ phiếu bứt phá đều không có cái lực tăng giá tiếp theo, trừ cái mạng CTG ra còn rất nhiều cổ phiếu bứt phá đều ở trong trạng thái bị rung rũ trở lại, và ở những vùng đỉnh như thế này nó tương đối rủi ro với các nhịp rung rũ như vậy. Vì thế anh chị lưu ý là những cổ phiếu này nè, bứt lên điều chỉnh trở lại như thế này là chúng ta không nên tham gia, chờ đợi, và không nên tham gia mới FPT ở thời điểm hiện tại ha, chờ đợi thôi. Bởi vì rất nhiều anh chị nhà đầu tư mua đuổi phiên này hàng về gần như về mo hết, không có lãi trong giai đoạn này đâu, không có lãi đâu, anh chị lưu ý ha. Vì thế là trong lúc này thì đôi lúc những cổ phiếu này chúng ta chỉ quan sát thôi, có biến hoặc là những cổ phiếu nó mang cái tham chiếu và mặt tiêu chí với chúng ta, ví dụ như mã nó giảm mạnh chúng ta canh bán, mã này nó tăng mạnh thì chúng ta nắm giữ những mã cổ phiếu của chúng ta, còn quá trình là nó bứt tốc lên mà nó không kéo được tâm lý thị trường thì quá trình rung rụ ở đây rất cao, áp lực chốt lại nó tương đối lớn, mặc dù khối lượng nó không nhiều, nó không đe dọa về việc cổ phiếu sẽ rơi vào downtrend hoặc là cổ phiếu nó bị bán mạnh, nhưng mà nó sẽ tạo cái tâm lý tương đối xấu với thị trường, cũng như là cái cách chúng ta giao dịch, chúng ta cũng chưa có cơ sở điển hình để chúng ta giao dịch ở đây. Vì thế anh chị nào có cổ phiếu này chúng ta nên nắm giữ thôi, chưa nên làm gì cả, chờ đợi là thượng sách ha. Tiếp theo là gì ạ? MWG vẫn là một trong những trạng thái tích lũy đỉnh, tích lũy quanh cái vùng hỗ trợ và khối lượng thấp thôi. Hôm nay con này giảm chưa tới 1%, nhìn chung là nếu anh chị nào là tham gia mã rồi thì cứ nắm giữ. Thứ nhất, nó không vi phạm về điểm mua, thứ hai là nó đang có yếu tố mặt kịch cung, thì những cổ phiếu này em chỉ kỳ vọng vào những cổ phiếu này nó mới tạo ra cái tâm lý tươi sáng cái thị trường, còn những cổ phiếu khác thì gần như chúng ta không có hy vọng, gần như không có hy vọng đối với những mặt cổ phiếu khác, bởi vì là ở thời điểm hiện tại thì có con này là nó hết cung thôi, thì quá trình mà đánh lên của cổ phiếu hoặc là đánh lên của thị trường và phụ thuộc rất nhiều vào MWG. Thì những cổ phiếu này nếu anh chị nào đã mua ở vùng giá 132, 133 thì anh chị có nắm giữ là nó chúng ta đang có lỗ nhẹ trong phiên hoặc là lỗ nhẹ qua một vài phiên, nhưng mà 1% nó không đáng đâu, chúng ta cần phải chờ thêm các một số cái động thái phía sau. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại những cổ phiếu này chúng ta nên nắm giữ và chưa có hành động gì mới ha, chưa có hành động gì mới. Tiếp theo là gì ạ? BNG bức nè, tích lũy lại, thì nhìn chung những mã này nếu hôm nay anh chị nào mở mới mua 20% thì anh chị nắm giữ, chờ đợi nó bứt phá ra mua gia tăng. Những con này nó đang chờ hết á, chờ lên hay chờ xuống thì mình không biết, nhưng mà nó đang chờ, nó đang chờ một sự rõ ràng của thị trường nó mới đánh, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? Vinhome, hôm trước mã này bị đạp thì bây giờ là kéo ngược trở lại giúp cho thị trường xanh điểm, hôm nay con này tăng 1,5%. Thì nhìn chung ở thời điểm hiện tại gần như em chỉ quan sát về dòng Vin và một số cổ phiếu trụ thôi, dòng ngân hàng mình không quan sát và không nắm kỹ quá nhiều nữa. Vì thế những cổ phiếu này nè, nó đang ở trong trạng thái tích lũy đáy như thế này là tương đối ok, nó đang trong trạng thái tích lũy đáy như thế này tương đối ok. Nếu mà trong giai đoạn sau đánh, mình chỉ đánh trong Vin thôi, không nên đánh những mạng cổ phiếu khác, bởi vì khối lượng và cái quá trình tích lũy rung rũ và khối lượng thấp ở đây nè, cho thấy cái lượng hàng nhà đầu tư bán ra tương đối nhiều và không còn quá nhiều nhà đầu tư còn cầm nắm những cổ phiếu như thế này. Đa phần là anh chị nhà đầu tư đã nhả hết trong quá trình mà cổ phiếu rung rũ này rồi, thì chúng ta cần chờ đợi trong cái nhịp phía sau. Không quá nhiều người còn nắm những cổ phiếu như thế này đâu. Chỉ là sao? Chỉ là nó đang cần phải tích lũy và chờ đợi thị trường. Nên là những cổ phiếu này là những cổ phiếu chúng ta cần phải chú ý trong thời gian tới, chứ không phải là những cổ phiếu banh. À, tiếp theo là gì ạ? VIX đạp nè, hôm nay có trong phiên con này có một lúc nó đạp về giá 104.5, tức là người ta vẫn còn diễn trò những cổ phiếu như thế này. Người ta đạp sâu sau đó người ta kéo lên khối lượng thấp, tạo ra cái tâm lý tương đối xấu, và rất nhiều nhà đầu tư nhả hàng trong phiên hôm nay bởi vì thấy có con VIX này nó bị đạp. Tưởng là thị trường của chúng ta sẽ đi mạnh nhưng mà nó lại kéo ngược trở lại, thì những cổ phiếu này nó mang yếu tố rung lắc, và ở trong trạng thái này nó vẫn ở trong trạng thái là tích lũy tạo được hai cái đáy ở đây nè. Thì những cổ phiếu nó là những cổ phiếu chúng ta phải lưu ý. Lưu ý đối với những mã như VIX ha. Tiếp theo là gì ạ? VRE. Đấy, hôm qua anh em có nói là con này nó sẽ kéo ngược lên lại, thì hôm nay nó kéo lên tăng 1,8%. Nhìn chung nếu anh chị nào tham gia cổ phiếu này nè, chúng ta đang có một cái hỗ trợ tốt và chúng ta không phải quá lo lắng, bởi vì đây là vùng hỗ trợ mạnh rồi. Vì thế khi anh chị mua cổ phiếu này ở vùng giá 34.5 này, 34.6 này, nó tương đối an toàn và chúng ta không nên mua mới ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt là không nên mua mới. Lý do là thị trường của chúng ta nó đang hơi khó chịu, không có quá nhiều cổ phiếu có động lực tăng giá, nên là những cổ phiếu nó chỉ tích lũy thôi. Và cái quá trình tích lũy này chúng ta kỳ vọng trong sự bùng nổ là chúng ta bán ra.
chứ chúng ta chưa nên tham gia dài đối với thị trường ở thời điểm tìm cần 1.200 như thế này. Và cái yếu tố về mặt là dư địa thị trường gần như đang bị hết đi, và những cổ phiếu trụ như thế này là chúng ta hy vọng nó kéo, nhưng mà cái quá trình kéo của nó phía sau phải đòi hỏi khối lượng và rất lớn, và chúng ta cần phải chờ đợi cái vấn đề đó. Mà khi chúng ta đang chờ đợi thì đôi lúc chúng ta cần phải thận trọng và an toàn, không nên tham gia mới đối với tất cả cổ phiếu ở thời điểm hiện tại là như thế ha. Tiếp theo là gì ạ? VGC kéo ngược trở lại này, không xấu. Hôm nay con này kéo, nói chung là hôm nay thị trường xanh điểm, nó đến từ một số cổ phiếu trụ được kéo lại sau khi cái phiên review quỹ ETF á, người ta làm mất đi mấy giá cổ phiếu này, thì hôm nay người ta mua trả lại thôi, không có gì xấu cả. Nhưng mà thị trường của chúng ta xanh điểm, nhưng mà tài khoản của chúng ta chắc chắn là sẽ mất đi rất là nhiều, bởi vì đâu phải ai cũng nắm những cổ phiếu như thế này. Bản chất những cổ phiếu này tăng điểm nhưng mà nó đâu có sinh ra lợi nhuận đâu. Anh chị ví dụ như Vietcombank nè, thí dụ anh chị nắm giữ phiên có lãi phiên này, bản chất là những ai mà mua cái phiên này nè, những phiên này mới may ra có lãi, đa phần trong giai đoạn này anh chị cầm nắm nó có lãi đâu là cái đầu tiên. Cái thứ hai, con này hôm qua nó giảm mạnh đi, hôm nay nó hồi phục được trở lại, nó trả lại thôi, nó không sinh ra lợi nhuận ở thời điểm hiện tại ha. VRE cũng thế, quá trình này cổ phiếu nó đóng cửa đây gần như không có mấy ai có lãi cả, nó chỉ trả lại cái phần hôm trước nó đạp xuống thôi, không có lãi đâu. Bên em cũng có tham gia mạng này nè, nhưng mà không có lãi. Lý do thì ở trong thời điểm hiện tại thì nó còn khó, mà thị trường quá khó cho cái cách giao dịch ở thời điểm hiện tại, và nó cực kỳ sương sẩu, nên anh chị lưu ý là cần phải thận trọng ở thị trường này, tránh trường hợp chúng ta hưng phấn nha. Mặc dù là thị trường của chúng ta đậu lại ở cái mức là trên đỉnh, nhưng mà cái khối lượng giao dịch nó vẫn cao, cho thấy là cũng có một cái lượng ra, một cái lượng vào, chứ không phải là nó ra không. Nhưng mà nếu nó nhiều lần như thế quá thì đôi lúc nó sẽ gặp một số cái hiệu ứng không tốt, khi mà thị trường đã nhiều lần ở trong trạng thái tích lũy đỉnh với khối lượng lớn nhưng mà không thoát được, thì mai mốt cái lượng đó người ta sẽ đè lên nhau, người ta bán, nó sẽ không hay. Nên anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại tốt nhất là chúng ta nên yên vị với những gì chúng ta có, và cần phải có những cái nhịp chờ đợi nhất định, chứ không nên hưng phấn ở thời điểm hiện tại, mà chúng ta cần phải thận trọng ở thời điểm hiện tại. Nam đánh giá ok hơn, lúc này là chúng ta nên thận trọng. Sau cái phiên hôm nay thì mình cảm thấy là thị trường bản chất nó chỉ đến từ một số cổ phiếu thôi, chứ nó không đến từ rất nhiều cổ phiếu trụ. Và bức tranh toàn cảnh của chúng ta có thể thấy là cái mức độ tăng giá thì có thể phụ thuộc vào dòng trụ, và dòng ngân hàng nó không có đem tới cái mức độ hưng phấn, và không đem tới cái yếu tố về mặt dư địa, dẫn đến là chúng ta sẽ rất khó đầu tư trong thời gian tới, mà chúng ta chỉ có thể focus vô dòng trụ để chúng ta có thể tìm kiếm lợi nhuận thôi. Còn lúc này thì dòng trụ kéo nên thị trường mới xanh, còn bản chất cái tài khoản của anh chị vẫn đỏ. Đó là cái hiển nhiên mà anh chị cần phải nhìn vào những cái thực tế như thế nhé. Tiếp theo là gì ạ? Novaland kéo nè, hôm qua đạp nè, giờ kéo trở lại. Nói chung là tất cả các mã này nè, mã lớn á, nó kéo lại làm cho cái thị trường của chúng ta, thứ nhất là nó cũng bị hơi méo, thứ hai nữa là nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là tức tối và cảm thấy rất là chán nản. Anh chị đặt ra câu hỏi là thị trường xanh mà tài khoản đỏ, cái đó là hiển nhiên anh chị có mua được những con này đâu, mà bản chất con này tăng là do hôm qua nó giảm nên nó tăng trả lại, chứ bản chất nó có sinh ra lại đâu. Anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại, mặc dù rất nhiều cổ phiếu trụ nó xanh điểm, nhưng bản chất nó đâu có sinh ra lại, nó chỉ tăng thôi. Chứ còn mà so với những cái phiên mà nếu mà trước đó anh chị mua, anh chị đâu có lãi đâu. Anh chị lưu ý ha. Vì thế trong những cái lúc này, đối với những cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, chúng ta chỉ nên tập trung vào dòng trụ, và chúng ta nên quan sát. Tập trung là quan sát chứ không phải là chúng ta canh mua mới nha. Chúng ta canh mua ở thời điểm hiện tại bản chất nó không tốt đâu. Cần phải chờ thêm. Đối với cái cách mà vận động của thị trường hiện tại thì cần có một sự rõ ràng, hay là cần có một cái gì đó về mặt thông tin, hoặc là một số cái yếu tố về mặt dư địa thì chúng ta cần phải nhìn nhận kỹ. Còn không mà chúng ta lao vào tay không bắt giặc, hoặc là chúng ta tham gia một cách là chúng ta vô tội vạ và chúng ta tham gia mạnh trong thời điểm này, Nam đánh giá là chưa nên. Cần phải chờ đợi thêm. Mà cái vùng 1.200 này nó đã có hai lần, tức là hôm nay có lúc thị trường của chúng ta nó vẫn đánh qua 1.200 nha, mở cửa nó có lúc chạy lên 1.200.21, nhưng mà nó vẫn bị bán ngược trở lại. Mà nó bán ở đây rất nhiều cổ phiếu trên thị trường bị bán mạnh, nhưng mà chỉ có dòng trụ kéo nó mới đóng cửa giá xanh. Chứ bản chất hôm nay thị trường là nó tương đối khó và xấu, nên chị lưu ý là rất nhiều cổ phiếu banh nó đang bị bán, thì nó tạo được cái dư địa không tốt và nó sẽ bắt thị trường chờ đợi rất là lâu. Nên chị lưu ý là bức tranh toàn cảnh đang không phù hợp cho quá trình tăng giá của thị trường trong ngắn hạn, mà nó cần chờ đợi thêm một số cái yếu tố chung, thì đôi lúc chúng ta cũng nên cẩn trọng đi một chút, không nên hưng phấn ở thời điểm hiện tại ha. Tiếp theo anh chị nhìn giúp Nam là dòng dầu khí, chúng ta có gì ở BVD. Hôm nay con này hấp cung tốt nè, lấp lại được cái gap ở đây nè, đang có yếu tố hấp cung ở đây, khối lượng nhỏ, không quá nhiều anh chị nhà đầu tư còn hàng ở đây. Quá trình rung rũ của nó bắt đầu hết rồi, thì cổ phiếu nó đang tích lũy lại chờ đợi giá dầu hồi phục là tăng giá. Nhìn chung những cổ phiếu này anh chị nên nắm giữ, không nên mua mới ở thời điểm hiện tại. Lưu ý là không nên mua mới nha, chị nên nắm giữ thôi, không mua gia tăng luôn. Chị nên nắm giữ những cổ phiếu như này, chờ nó bứt tốc và chờ một sự xác nhận của thị trường chung. Hôm nay nó tăng 0.6% trên một số cái dư địa của một số cái cổ phiếu khác nó giảm, mà con này tăng là tương đối đẹp đấy. À, tiếp theo là gì? BVS gap nè, lấp lại gap sau đó điều chỉnh trở lại, vẫn ở trong một trạng thái tích lũy. Thì những cổ phiếu này chúng ta đều chờ.
quá trình tích lũy tại một vùng hỗ trợ như nó là tốt, khối lượng của nó cũng bé đi rồi. Tức là dòng này tích lũy nè, so với dòng banh bị bán thì dòng này tích lũy chứ không phải là bị bán. Khối lượng của nó rất bé và cái đà giảm của nó rất nhỏ. Và nó không phải là yếu tố về mặt bị bán mạnh, chỉ lưu ý là những cổ phiếu nó cực kỳ phù hợp cho chúng ta nắm giữ. Nếu mà chúng ta nắm giữ á mà con này bị bán với khối lượng lớn thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta mới bán ra. Tức là nó bán một phiên nào đó 20 triệu và bán với khối lượng lớn nha, thì chúng ta mới thoát. Còn các quá trình này nè, nó đang tích lũy lại với khối lượng thấp thì mình chưa nên làm gì. Dòng dầu khí nó đã chỉnh tăng trước nè, điều chỉnh trước nè, tích lũy trước nè, điều chỉnh trước nè, và nó hồi phục ngược trở lại là tốt rồi. Là chúng ta cần phải chờ đợi dòng này, chí ít là cái giá dầu hôm trước nó đã giảm 7%, tức là nó giảm về mức 59, sau đó là bắt đầu tạo đáy và hồi phục ngược trở lại là tốt rồi. Thì các quá trình tăng giá phía sau sẽ cực kỳ sập bọc cho các vấn đề về dòng dầu khí. BVS hiện tại là một trong những cổ phiếu đang có yếu tố tích lũy tốt nè, BVD cũng như thế nè. Trái ngược với dòng ngân hàng thì dòng dầu khí đang tương đối ok nha. BSR nè vẫn ở trong trạng thái tích lũy đỉnh, rất nhiều anh chị nhà đầu tư con này đâu có lỗ đó. Quá trình bước lên nè, điều chỉnh ngược trở lại thôi, không có yếu tố gì quá xấu, không có yếu tố gì quá xấu ha. Tiếp theo là gì ạ? BLBT vẫn ở trong trạng thái tích lũy, mà khi mà cái con này nó tích lũy quá lâu nha, anh chị lưu ý con này tích lũy quá lâu nè, mà dòng dầu khí á, mà có yếu tố gì á, là giá dầu thế giới cũng ok là con này gãy đầu tiên, thì nó sẽ tạo ra một cái yếu tố tương đối xấu với thị trường. Mặc dù là sao, mặc dù là cái yếu tố mặt tích lũy con này bắt đầu khối lượng nó cạn, nhưng mà nó xác suất gãy ra cái mẫu hình gãy nền rũ tương đối cao, tức là nó sẽ rũ vào đây nè, xong nó tích lũy lại đây. Nên chị lưu ý là những cổ phiếu này chúng ta không nên mua mới, bởi vì chúng ta bị kẹp trong tê cộng là nó hơi khó nói, nó chỉ phù hợp cho chúng ta nắm giữ thôi, không nên mua mới những mã cổ phiếu này không gia tăng. À tiếp theo là gì ạ? BLX vẫn ở trong trạng thái bắt đầu là cái khối lượng của nó bắt đầu nhỏ đây nè, cho thấy là khả năng là các quá trình mà trao tay của cổ phiếu quỹ nó đã hết rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ quan sát lại cổ phiếu này để nó tạo ra một cái mẫu hình gì đó, chúng ta sẽ canh tham gia vào trong giai đoạn sau. Nhìn chung con này nó sẽ tích lũy quanh cái giá 56 này nè, là cái vùng hỗ trợ và đáy phía trước của nó ở đây, đây là đáy nè, thì nó sẽ tích lũy quanh đây nè. Nếu mà tích lũy một thời gian đủ lớn thì đôi lúc nó sẽ giống như công tắc công băng trong giai đoạn này nè, khi mà có một cái độ nào đó người ta mua vào làm cái giá trị và thanh khoản của con này lớn lên thì quá trình này nó rung đủ nè, rụ xuống, quá trình tích lũy lại của nó thì nó sẽ xác nhận một xu thế đi lên phía sau. Anh chị lưu ý quá trình này của cổ phiếu nó, khối lượng của nó trước kia nè, còn đây là khối lượng của cổ phiếu sau này nè. Tức là quá trình này nè, đang có là có những cái đội quỹ người ta thoát ra, thì cổ phiếu này bắt đầu có một sự dao động về mặt cổ phiếu quỹ, thì con BLX nó đang dần như thế. Quá trình tích lũy của nó, khối lượng của nó rất bé đúng không? Ai mà muốn là to lên thì khối lượng của nó phía trước rất nhỏ. Đây là có sự tham gia của tổ chức. Thì cổ phiếu này như thế nào đang rung rụng qua đây với khối lượng lớn, thì quá trình tích lũy lại của nó chúng ta sẽ canh những cái nhịp phía sau. Tức là nó hết, tức là giai đoạn này là nó hết cái chuyện rồi. Chuyện của nó là trao tay xong cho hết, cổ phiếu quỹ bán ra hết cho người ta rồi. Thì ở đây có một cái đội người ta mua vào cái vùng giá là 56 tới 60, thì người ta sẽ tích lũy lại ở đây và chờ đợi các vấn đề bứt phá phía sau. Thông thường có đội người ta đã tham gia vào những vùng như thế này, người ta sẽ không để cho cổ phiếu lơ lửng ở cái giá này đâu. Người ta đã chấp nhận lại mua cổ phiếu quỹ của công ty bán ra thì đương nhiên người ta phải có cái dư địa và cái cơ hội phía sau, người ta mới tham gia như thế. Vì thế những cổ phiếu này chúng ta phải chờ đợi, nhưng chúng phải chờ đợi, vì thế con này chúng ta nên chờ chưa nên hành động vội ha. Tiếp theo là gì ạ? Gas tết cung nè, điều chỉnh nè, vẫn là một trong trạng thái tích lũy. Nhìn chung là đối với dòng dầu khí thì nên đánh giá cao con này, cái vận động tích lũy của nó tốt, cái yếu tố về mặt dư địa của nó có, thêm vào đó là cái yếu tố về mặt điều chỉnh của nó khối lượng nó không lớn và nó không gãy qua khỏi cái vùng hỗ trợ này, nó đang tích lũy tốt rồi nè. Cần phải chờ đợi cái yếu tố bứt phá của nó, chưa nên mua mới ở thời điểm hiện tại, bởi vì khi anh chị mua ở nền mà đáy như thế này, xác suất nó thủng đáy cũng có. Nên là cái yếu tố về mặt mua của nó phải đến từ thứ nhất là mẫu hình, thứ hai nữa là nó cần phải có một yếu tố bứt phá thì chúng ta mới mua. Những cổ phiếu này chúng ta chỉ nên quan sát thôi. Vì thế đối với Nam ở thời điểm hiện tại thì Nam đánh giá dòng dầu khí nó vẫn đang là một cái trạng thái tương đối tốt đối với các dạng cổ phiếu dòng dầu khí. Nó đã tăng trước rồi, nó đã tích lũy trước mà nó đã điều chỉnh trước rồi, thì nó sẽ chờ đợi trong quá trình mà bứt phá, trong quá trình đi lên phía sau. Chúng ta chưa nên làm gì đối với những cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại, không nên mua mới cũng không nên bán ra, cứ ngồi chờ thôi. Thị trường hiện tại không phù hợp cho mã nào cả nhá. Tiếp theo là gì? Dòng chứng khoán chúng ta có gì? Chúng ta có SSI nè, vẫn là tích lũy ở đây, chưa có một cái vấn đề gì mới. Rất nhiều anh chị cũng đã nhả hết những mã nó ra, thì quá trình tích lũy của nó ở đây bắt đầu đạt, tức là sao, bắt đầu là nó sẽ có yếu tố về mặt cung của nó ít rồi nè, bắt đầu nó sẽ tích lũy ở đây nè, giá 33.4 nằm ở đây thêm một thời gian nữa. Nếu nó tích lũy càng lâu mà khối lượng càng hẹp thì cho thấy con này sẽ là một, có một trong những cái trận đánh phía sau. Nếu mà thị trường của chúng ta có yếu tố gỡ lạnh thì đôi lúc con này sẽ chạy tốt hơn. Vì sao? Bởi vì là cái quá trình mà nó rung rụ ở đây nè, khối lượng của nó bé nhưng mà nó vẫn đứng ở trên cái phần này mà nó không lấp lại cái gap này là nó đẹp rồi. Cái quan trọng nhất của cổ phiếu là con này không nên lấp lại cái gap này, bởi vì nếu nó lấp lại cái gap này thì nó sẽ rất dở,
nó chỉ nên đầu lại trên cái gap này và đứng ở đây tích lũy thôi, bởi vì cái biên độ dao động của nó bắt đầu hẹp rồi, rất hẹp rồi, anh chị lưu ý những cổ phiếu là rất hẹp và biên độ dao động rồi, thì đôi lúc là dòng chứng khoán là cái dòng anh chị phải lưu ý trở lại và phải chờ những cổ phiếu này, mình phải chờ, nói chung là mình đưa vào trong danh sách theo dõi thôi, chưa nên tham gia mà nhìn chung là phải chờ thôi nhá. Tiếp theo là gì ạ? HCM bức nè, retest và hỗ trợ khối lượng thấp, trong ngày này nó chỉ retest và hỗ trợ thôi, không có yếu tố xấu và không có yếu tố bán tháo, thì những cổ phiếu đó mình sẽ chờ. Nói chung là con này hôm nay giảm 2% và khối lượng bé như thế này là tương đối ok đó. Cần phải chờ thêm, đôi lúc những con này nó có một số cái điểm mua tốt, khi mà thị trường chúng ta có những tín hiệu tốt thì có thể canh mua dòng chứng khoán. Dòng chứng khoán nó không giống như dòng ngân hàng nha, nó đang trong trạng thái là tích lũy với khối lượng thấp và điều chỉnh với khối lượng thấp là tốt hơn là dòng ngân hàng. Dòng ngân hàng thì đang có yếu tố bị bán tương đối, mình phải có những cái góc nhìn trực quan như thế để mình có cách đi tiền sắp tới, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là dòng gì ạ? VCI nè, tích lũy đỉnh nè, tích lũy lại với khối lượng thấp nè. Dòng tiền lớn vẫn đang ở đây, chưa có yếu tố thoát ra, đây là chủ yếu cho nhiều từ chốt lại thôi. SHS điều chỉnh với khối lượng nhỏ, đây là hỗ trợ mạnh của cổ phiếu. Anh chị nào có mã này thì mình có nắm giữ thôi, chưa vi phạm gì vấn đề nào bán. Ngược lại dòng chứng khoán đang có vận động tốt hơn sau khi nó cho nhà đầu tư cá nhân chốt lại, khi nó không chốt, bản chất không có yếu tố bán ra từ tổ chức và yếu tố bán mạnh cũng không có, thì những cổ phiếu này chúng ta cứ chờ đợi, cầm chờ, chúng ta không nên mua mới ở thời điểm hiện tại, cứ chờ thôi, chờ thị trường chung, chờ một số cái yếu tố mới, chưa nên tham gia. À, tiếp theo là gì ạ? À? Một số cái cổ phiếu chứng khoán nhỏ gồm như AGR này, vẫn tích lũy lại cái vần đáy trước này, bứt phá này, retest này, test lại với khối lượng nhỏ, đang rũ bỏ, cổ phiếu là đang gãy xuống rũ bỏ thôi, không có yếu tố gì xấu, thì nó sẽ bắt đầu là tạo ra cái mẫu hình cốc có tay ở đây này. Nó đã có cái phiên này là tốt rồi, thì quá trình mà nó vòng lên được trên này nè, bứt phá qua giá 13 thì con này sẽ vào một sóng mới, từ đó lúc là mình phải chờ thôi. Những cổ phiếu này nam đánh giá tương đối ok, trong các quá trình này nó đang tạo được mẫu hình là tương đối ok rồi, cần nhất là sự xác nhận cái yếu tố rung rộ vôn của nó cũng đạt này, đẹp nhá. Tiếp theo là gì ạ? CTS nè, vẫn là điều chỉnh thôi, không có yếu tố gì xấu, quá trình tích lũy mà điều chỉnh là bình thường, chúng ta không thể thoát được cái yếu tố điều chỉnh của cổ phiếu đâu, chúng ta không thể nào làm gì khác được, bởi vì chúng ta không được ngăn cái quyền chốt lại của họ, và cái yếu tố này cổ phiếu nó lên cho nên lực mua của nó chưa có nên tham gia, mà người ta đang có yếu tố rung rộ đã gom trở lại thì chúng ta chưa nên tham gia đối với những mặt cổ phiếu như thế này. À, tiếp theo là gì ạ? BSI chứng khoán nhỏ này nó đang tích lũy là tương đối lâu và quá trình tích lũy là tương đối chặt nha, khối lượng của nó cũng bé, cho thấy những tổ chức là người ta đánh tương đối bài bản và người ta đang chờ đợi. À, BVS nè, vẫn là ở trong trạng thái tích lũy thôi, nhìn chung là không có yếu tố gì xấu, các quá trình giảm của nó giảm 1,3% nhưng mà khối lượng của nó bé lắm, không lớn. Những cổ phiếu chứng khoán nhỏ như thế này là nó tương đối ok, trong cái quá trình tích lũy này là cái yếu tố bình thường nha, cổ phiếu là lên được thì xuống được và tích lũy lại là bình thường, trong giai đoạn này làm sao chúng ta đòi hỏi những cổ phiếu có những cái cây tăng như thế này được, khó lắm anh chị, thị trường này nó không phù hợp đâu. À, ví dụ như là gì, SBS nè, vẫn tích lũy lại quanh giá 7.5 nè, tương đối siết chặt, những cổ phiếu này siết rất là chặt, nên là khi anh chị mua những cổ phiếu này, nếu anh chị mua những phiên trước á, thì anh chị có thể nắm giữ và chúng ta chờ đợi, chúng ta không nên mua mới ở thời điểm hiện tại. Cái quá trình này nè, nó tích lũy mà thị trường xấu là nó gãy ngay, mà thị trường á nó ok là con này nó sẽ úp. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nè, nó có một cái lượng đeo em nhất định và cái khối lượng của nó không nhiều, nhưng mà nếu thị trường xấu thì cái động lực tăng giá của nó không có, thì nó sẽ rủ cho toàn bộ những nhà đầu tư ở đây nè, người ta rơi hàng ra và nó tích lũy lại tiếp. Vì thế anh chị lưu ý là những cổ phiếu nó đang phụ thuộc rất nhiều vào thị trường chung, và thị trường chung của chúng ta thì dòng ngân hàng nó lại mang yếu tố tương đối rủi ro, nên là những cổ phiếu này chúng ta không nên mua mới. Đôi lúc cổ phiếu nó rơi về hòa vốn anh chị bán đi, rơi về hòa vốn anh chị bán đi, còn cái quá trình tích lũy của nó ở đây là đạt nha. Thứ nhất là khối lượng thấp nè, thứ hai là test cung liên tục nè, nó test rất nhiều rồi nhưng mà cái yếu tố đeo bám ở đây vẫn có, thì xem thử là thị trường như thế nào thì chúng ta mới quyết định những cổ phiếu này chúng ta nên làm gì. Vì thế ở thời điểm hiện tại tốt nhất là anh chị chưa nên làm gì đối với thị trường, sau khi mà mình phân tích thấy dòng ngân hàng không ok thì mình chưa nên làm gì cả, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo anh chị nhìn chúng ta mà dòng thép là chúng ta có gì, Hòa Phát nè, vẫn là điều chỉnh những cái con này khối lượng vào lớn này nè, mà hôm nay dòng tiền nó không vào nữa nha, hôm nay dòng tiền con này không vào nữa, bứt lên nè, khối lượng vào nè, test lại khối lượng, nói chung là nhìn chung khối lượng nó bé lắm, nhỏ chút xíu à. Vì thế con này nó có một cái hỗ trợ ở đây, không phù hợp cho anh chị mua mới đâu, nó chỉ đến cho anh những anh chị này chúng ta nắm giữ thôi. Anh chị lưu ý cái áp lực bán của nó ít lắm, không có nhiều, cái lượng hàng bán của nó cũng rất nhỏ, vì thế những cổ phiếu như thế này nó đang rung rộ ở vùng đỉnh nè,
nếu mà những thị trường sắp tới á, mà nó có những biến cố là những con này sẽ kéo rất mạnh, bởi vì lượng cung ở vùng đỉnh của nó rất bé rồi, tức là không quá nhiều nhà đầu tư còn hàng ở trong giai đoạn này, mà nó lại rơi hết về tay tổ chức, mà tổ chức trong giai đoạn này người ta không có nhu cầu chốt lãi mà đến từ những việc chốt lãi của nhà đầu tư cá nhân. Thì anh chị lưu ý là những mã nào đã tích lũy quá lâu là bứt lên nè, tích lũy lại với khối lượng thấp, thì những cổ phiếu này mình sẽ cực kỳ lưu ý nếu thị trường của chúng ta có những cái vận động mới hoặc là có những cái tin tức mới. Còn ở thời điểm hiện tại anh chị không nên mua mới và cũng không nên đóng đầu, bởi vì cái câu chuyện thị trường của chúng ta có cái gì mới sắp tới không chúng ta không biết. Vì thế là ở thời điểm này nếu mà yếu tố nghẽn lệnh vẫn xảy ra thì những cổ phiếu này nó sẽ rất khó bứt phá và nó sẽ linh dinh và tổ chức người ta sẽ giữ giá ở đây và nó sẽ giữ giá đối với những cổ phiếu như thế này. Vì thế anh chị lưu ý là những cổ phiếu này chỉ phù hợp cho anh chị làm gì, nắm giữ, không nên mua mới và chờ đợi thêm. À, tiếp theo là gì ạ? HSG bứt được một cây nè, lại gặp điều chỉnh chung nè, khối lượng của nó bé lắm. Những cổ phiếu này dòng tiền tổ chức người ta đang đợi giá rất tốt ở vùng đỉnh như thế này nhưng mà người ta chưa cho lên, bởi vì là thị trường của chúng ta chưa có yếu tố phản ứng phù hợp. Quá trình tích lũy đỉnh của nó đã đạt rồi, quá trình tích lũy đỉnh của nó đạt rồi nha, khối lượng của nó không nhiều đâu, nhưng mà cái yếu tố rung rụ ở đây nè làm cho một số cái cổ phiếu này nó làm cho cái biến độ giao dịch của nó là giảm 1,2% và tương đối nặng, mặc dù khối lượng của nó rất bé, làm cho có tổ chức nào bán ra ở đây, chỉ có là cái thị trường của chúng ta không phù hợp cho cổ phiếu đánh lên thôi. Tức là những cổ phiếu này nó muốn đánh lên nó phải có một cái yếu tố về mặt thị trường, nó phải có yếu tố về mặt thu hút dòng tiền, nhưng mà dòng tiền bây giờ nó ở dòng banh nó bị bán ra quá nhiều, dẫn đến là những cổ phiếu này nó tương đối khó để bứt phá. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này mình cũng không mua luôn, cứ chờ thôi, nằm chờ những cổ phiếu như thế này nhá. Tiếp theo là gì? Nam Kim, con này tích lũy tốt hơn hai con kia nè, bứt lên vẫn tích lũy chứ không điều chỉnh. Hai con kia là bị điều chỉnh trong phiên và trong ngắn hạn, chứ còn mã này nó vẫn bứt phá nữa. Anh chị lưu ý, vì thế đối với dòng thép và thời điểm hiện tại nhìn chung quá trình tích lũy của nó tốt, chỉ có dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại là nó không ok thôi, còn những dòng kia nó đang có yếu tố về mặt tương đối ok nhé. Một số cái cổ phiếu và dòng bất động sản mà hôm qua Nam review cho anh chị gồm dạ, thứ nhất là đất xanh này. Hôm nay con này nè nó có một cái tin tức mà tổ chức người ta ra, Nam đánh giá là tương đối mang tính chất ý đồ. Thứ nhất là người ta ra cái vấn đề về mặt là báo cáo của năm ngoái mà người ta vẫn repost lên, nó làm cho tâm lý nhà đầu tư nắm giữ cái con này bán ra. Thứ hai nữa là hôm nay khối lượng giao dịch của nó cũng lớn thì bắt đầu nó sẽ về cái hỗ trợ ở đây. Vì thế khi mà anh chị chúng ta mua được cái vùng ở giá hỗ trợ này, anh chị không nên quá lo lắng đâu. Anh chị mua được giá dưới 25 ở đây, anh chị không phải quá lo lắng đâu. Ở đây là một cái vùng hỗ trợ rất tốt của cổ phiếu và nó sẽ trụ cho cái cổ phiếu này ở đây, mặc dù hôm nay cái lượng bán ra của nó tương đối nhiều nha. Tức là ở đây có một lực bán thật sự, nó chỉ bán phù hợp với cái tin tức thôi và nó làm cho cái tâm lý của chúng ta bị hoang mang và lo sợ. Anh chị lên đọc báo cho anh chị có thể thấy là cái khoản lỗ nó rơi từ năm ngoái, mà trong khi là đầu tư cổ phiếu bây giờ là quý 1 năm 2021 rồi. Vì thế anh chị lưu ý là ở thời điểm này á, những cái tin tức đó nó chỉ làm cho cái cổ phiếu này rũ bỏ anh chị nhà đầu tư đeo bám thôi. Thì quá trình này nè, cổ phiếu này về hỗ trợ thì tổ chức người ta sẽ gom lại đây. Vì thế các quá trình chúng ta mua ở những cái vùng như thế này nó tương đối an toàn và thông thường là chúng ta chỉ hòa vốn chứ chúng ta không lỗ. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này nè, đôi lúc là cái mà anh chị cần làm là gì, là chờ đợi nó tích lũy lại chúng ta tham gia sau ha. Nhìn chung là dòng bất động sản, tự nhiên hôm nay con này ra cái tin bất lợi, chứ còn bản chất rất nhiều cổ phiếu bất động sản hôm nay tăng rất ok. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như NDN nè, nhà Đà Nẵng này hôm nay tăng tốt nè, đúng không ạ? NTL nè, nay tăng ok nè, HDG nè, vẫn là trạng thái tích lũy đỉnh. Quá trình cổ phiếu này tích lũy chặt như thế này là có thể tham gia một ít trong cái phiên hôm nay, qua ngày mai chúng ta không nên tham gia nữa. Quá trình cổ phiếu này tích lũy tương đối chặt nha, chờ đợi sự bùng nổ, đúng không ạ? Tiếp theo là gì ạ? Long Điền nè, hôm nay con này đạp rất sớm đầu phiên giá dưới đây, sau đó nó kéo lên giá 8 với khối lượng lớn 10 triệu, cho thấy có một tổ chức nào đó người ta đang mua ở đây nè. Cho anh chị mua vào nó tương đối an toàn, nó không quá rủi ro đâu. Những cổ phiếu này chúng ta mua ở cái vùng giá dưới 8 thì tổ chức nào người ta đang đóng cửa giá 8, tức là người ta đang trao tay ở đây nè, thì những cổ phiếu như là anh chị mua vào ở đây chúng ta tương đối an toàn nha. Bởi vì sao? Bởi vì quá trình mà tất cả các quá trình mà cổ phiếu này nếu nó rơi xuống nó đều gặp hỗ trợ, thì những cái vùng này là những cái vùng an toàn của cổ phiếu. Nhìn chung là phiên hôm nay là phiên mua với cái vùng giá đỏ, nếu anh chị mua được vùng giá đỏ thì nó tương đối an toàn đấy. À, tiếp theo là gì ạ? KSB, hôm qua em có nói rất kỹ là khi con DRH này nè nó thâu tóm KSB mà con này hôm nay nổ nè, tăng tiếp nè, tăng rất mạnh nè. Thì con KSB này nè hôm nay dòng tiền vào đánh tốt không? Đây là một trong những mẫu hình cốc có tay nha, và hôm nay là điểm mua. Nhìn chung là cái cổ phiếu này mình đã review trong video ngày hôm qua rồi, sẽ không review lại. Quá quá trình mà cổ phiếu này có khối lượng lớn vào đánh vượt đỉnh như thế này, khả năng nó sẽ có một cái nhịp kéo lên 40, phù hợp cho anh chị nào mua phiên hôm nay, qua ngày mai anh chị đừng mua, bởi vì có thể là ngày mai mua xong nó sẽ rung rũ gì đó rất khó chịu. Vì thế là các yếu tố về mặt cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì con này nó đang hết điểm mua rồi, nó chỉ mua trong phiên hôm nay thôi. Là cái video ngày hôm qua em có nói với anh chị thì hôm nay anh chị mua thì nó đạt,
cái quá trình mà qua ngày mai nó sẽ không ok đâu. Vì thế anh chị lưu ý là những cổ phiếu này nè, nó chỉ phù hợp cho mua phiên hôm nay và chúng ta không nên mua mới vào ngày mai. Vì thế rất nhiều cổ phiếu ở thời điểm vào ngày mai chúng ta chưa nên tham gia, mà đôi lúc chúng ta phải chờ đợi thị trường. Và ở thời điểm này thì Nam đánh giá là thị trường của chúng ta không có quá nhiều cơ hội sinh lãi, trừ một số mạng cổ phiếu như thế này. Còn tất cả các cổ phiếu mà khi nó bứt phá nó đều có trạng thái test lại và không sinh ra lãi ở thời điểm hiện tại. 1-3% đã khó rồi, cùng lắm là mua về hòa vốn thôi. Vì thế là ở trong trạng thái này thì đôi lúc là Nam khuyên anh chị nhà đầu tư là chúng ta nên chờ đợi thị trường chung. Chúng ta chưa nên mua bán quá nhiều ở thời điểm hiện tại và có những cái động thái phù hợp. Ví dụ anh chị mở mua một cổ phiếu mà khi nó bứt phá lên anh chị có thể bán ra 1/2. Nên và khi nó hòa trở lại với các vấn đề và hòa vốn thì anh chị đôi lúc là nên bán ra. Ví dụ như thế anh chị làm sao là bảo quản cái tài sản của chúng ta giao dịch sao tốt nhất. Còn ở thời điểm hiện tại rất nhiều cổ phiếu tốt nhưng thị trường không thuận, hay là dòng banh hiện tại nó chưa ủng hộ là chưa support thì đôi lúc là các yếu tố về mặt thị trường nó sẽ tương đối khó. Vì thế là nếu mà thị trường chúng ta chưa rõ ràng và dòng tiền nó chưa quay trở lại và nó không có áp lực hoặc là có một số cái yếu tố về mặt bứt phá là bùng nổ theo đà nó xuất hiện thì đôi lúc anh chị chưa nên tham gia mạnh đâu. Chúng ta nên an toàn nhất định ở thời điểm hiện tại, tránh trường hợp mà chúng ta mua đuổi, mua vội hoặc là chúng ta khao khát được tham gia thì đôi lúc anh chị sẽ dính vào giá đỉnh là những cái giá mà nó không đáng có. Vì thế ở trong video ngày hôm nay Nam không có khuyến nghị anh chị mua nữa. Từ giờ cho tới hết tuần mà chúng ta cần phải quan sát vào tuần sau hay là có một số cái yếu tố mà thông tin mới thì đôi lúc chúng ta mới nghiên cứu một cái yếu tố tham gia lại. Còn thời điểm hiện tại đôi lúc anh chị nên canh là gì? Canh mà chúng ta enter, chúng ta chốt lại hoặc là chúng ta hiện thực hóa cái lợi nhuận đi và chúng ta chờ đợi thị trường của chúng ta rõ ràng hơn trong cái nhịp tới ha. Ok, nhìn chung là cái video hôm nay của Nam nó cũng tới đây thôi. Cái yếu tố vận động của thị trường thì nó không xấu, nó chỉ có dòng banh đang bị bán thì anh chị có một số cái yếu tố thận trọng cũng như là đặt ra cho chúng ta một mức chốt lại nhất định. Anh chị lưu ý ha, cái cách mà chúng ta bán là chúng ta phải nhìn vào giá, khối lượng và hỗ trợ của cổ phiếu để xem thử là chúng ta nên bán cổ phiếu hay không. Còn một số cái cổ phiếu dòng trụ thì chúng ta nên quan sát cho cái dịp tới và chúng ta cần có một sự chuẩn bị đủ tốt để cái thị trường của chúng ta khi nó có một cái điểm mua nào đó nhất định thì chúng ta có tiền để chúng ta tham gia và mua, chứ không nhất thiết là chúng ta phải full hàng ở thời điểm hiện tại. Mà chúng ta làm gì, chúng ta nên canh cơ cấu của danh mục của chúng ta và chúng ta có một sự an toàn nhất định. Khi mà các yếu tố về mặt điều chỉnh và rủi ro của thị trường xuất hiện thì đôi lúc anh chị nên làm gì, nên canh hiện thực hóa lợi nhuận và chúng ta sẽ chờ đợi một cái cơ hội phía sau, hay còn nói là cái lượng tiền được giải tỏa thì cái thị trường của chúng ta mới có yếu tố bùng nổ theo đà. Nhìn chung thì các yếu tố ở thời điểm này thì dòng tiền Nam đánh giá vẫn vào rất là nhiều, nhưng mà nếu mà một thời gian nữa mà cái lượng lệnh không được giải tỏa thì các cổ phiếu của chúng ta đôi lúc là cái lượng tiền nó sẽ không đỡ được hết đâu, bởi vì là người bán sẽ nhiều hơn người mua ha, anh chị lưu ý nhé. Ok, nhìn chung là video hôm nay của Nam cũng tới đây thôi. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, cũng như là ủng hộ Nam bằng cách đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại anh chị vào video tối mai. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ.